Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Uyên Uyên Việt Nam đã có mặt tại Tam Kỳ, một vùng đất rất nổi tiếng với căn cứ Chu Lai và cũng nổi tiếng với thành phố Đà Nẵng. Uyên Uyên Việt Nam biết đến với ngôi làng Tỉnh Thủy chính là qua cây bút Phạm Thông, và chúng tôi đã đến đây hôm nay được trò chuyện với ông và cũng xin chia sẻ với các bạn cuộc trao đổi của chúng tôi. Xin chào anh Phạm Thông. Rất vui là anh đã tham gia chương trình. Trong những cái bài viết của anh trên trang mạng xã hội Facebook Phạm Thông thì có rất là nhiều bài viết về ngôi làng Tỉnh Thủy. Trong đó thì có những nhân vật, những con người có thật của quê hương mình, và cũng truyền tải đến cho người đọc một cái niềm tự hào về quê hương cũng như tình yêu quê hương của anh, và đặc biệt là những câu chuyện về thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh có thể giới thiệu qua đôi nét về làng Tỉnh Thủy trước khi chúng ta cùng đến với ngôi làng rất chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim cũng như là những dòng viết của anh. Xin mời anh. Kính thưa chị Hải, chị Hải Yến ở đài Uyên Uyên Việt Nam, kính thưa tất cả các khán giả, các bạn. Tôi thì sinh ra và lớn lên tại ngôi làng chài Tỉnh Thủy. Làng Tỉnh Thủy của chúng tôi là thuộc xã Tam Thanh, mà trong thời kháng chiến chống Mỹ thì nó là xã Kỳ Anh cũ, và hiện nay là xã Tam Thanh. Thì tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó, và tôi đã xa cái làng Tỉnh Thủy, đi tham gia cách mạng, đi lên chiến khu từ hồi 14 tuổi đến hôm nay là đã 53 năm. Hôm nay tôi là 66 tuổi chồng, tuổi mẹ sinh năm 1951. Và tôi rất là ai cũng yêu quê hương mình, mà riêng bản thân tôi là tôi cũng là một trong những người rất yêu quê hương. Và nhất là những ngày kháng chiến thì đi xa quê đến 14 năm, 16 năm mới quay lại quê. Thì những ngày về già là tôi càng cô đọng lại tất cả những ký ức, những kỷ niệm, hoặc là những cái gì tôi biết về quê tôi thì tôi viết về quê. Và không những tôi viết về quê hương Tỉnh Thủy, nhưng mà tôi viết về cái vùng đất Tam Kỳ, vùng đất núi Thành, vùng đất quê Sơn, cả vùng đất Quảng Nam có thể là một vùng đất anh hùng. Thì tôi viết rất là nhiều. Riêng làng Tỉnh Thủy tôi cũng viết khá nhiều. Và cái làng của tôi là làng Tỉnh Thủy của chúng tôi là ngay trong thời chống Pháp thì vùng Tam Kỳ, và trong đó có làng Tỉnh Thủy của chúng tôi, huyện Tam Kỳ và cánh Nam Quảng Nam, thì ngay trong kháng chiến chống Pháp đây là vùng tự do, tức là vùng của Việt Minh. Vùng Việt Minh tức là vùng của cách mạng của Việt Minh, và nó nằm ở trong cái dãy liên hoàn vùng tự do của khu 5 từ Bà Rán vô tới Phú Yên. Thì làng chúng tôi là ở trong cái làng ở vùng tự do, cho nên cái phong trào cách mạng tại cái làng Tỉnh Thủy này nó đã có từ năm 45. Và tôi là nghe mẹ kể, nghe bà ngoại kể, nghe ông ngoại kể, và tôi cũng đọc lịch sử và tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu cái vùng đất của mình. Thì ngay từ năm 45 khởi nghĩa lên thì làng Tỉnh Thủy của chúng tôi đã có hàng trăm người đi bộ đội về quốc. Ví dụ như riêng nhà tôi, ông nội tôi sinh ra 5 người con thì cũng đi sạch, chỉ còn một ông chú Út Đàm ở nhà vì ông còn nhỏ,
cha tôi đi, chú tôi đi, và ông ngoại tôi là có hai người con trai cũng đi bộ đội hết. Cả cái làng đi bộ đội kháng chiến chống Pháp. Cho nên làng của chúng tôi là nó có truyền thống cách mạng từ khi kháng chiến chống Pháp. Sau khi ký hiệp định Geneva thì làng Tịnh Thủy này là có đến 96 người đi tập cánh miền Bắc. Có nhà 4 người, có nhà 3 người, có nhà 2 người. Nhà cái xóm của xung quanh nhà tôi ở đây, ở cái ông ngoại tôi và gia đình mẹ tôi đây, thì đã có hàng chục người, 20-30 người đi tập cánh. Tức là xung quanh hàng rào của nhà ông ngoại tôi, vì cho tôi đi tập cánh cho nên mẹ tôi về ở với ông ngoại bà ngoại. Vì ông nội thì chết lâu rồi, bà nội xa lâu, bà cũng nghèo. Rồi về ở với bà ngoại, ông ngoại để ông ngoại giúp mẹ tôi để nuôi con và cho bọn tôi ăn học. Cho nên là ở với ông ngoại thì ngay trong cái vườn xung quanh này là cả mấy người vậy. Cho nên sau khi mà dịp vào thì cái làng tôi vẫn là dù nó đàn áp đến bao nhiêu thì cái làng Tịnh Thủy này con cái làm dân người ở làng tôi, ở xã tôi, xã Kỳ Anh thôi, và dân Tâm Kỳ này vẫn luôn hướng về Bắc Hồ, hướng về miền Bắc. Và chúng nó cũng đàn áp ghê gớm ở cái làng này, bác bớ tù đài rất là nhiều. Như mẹ tôi thì gia đình của tôi và gia đình nhiều gia đình đi có con em đi tập cánh ra là tối là phải ngủ bác tập trung vô cái tiền hiền á. Tiền hiền là nơi mà chúng ta đang làm cái hội thảo đây ấy. thì ngủ tại đây bác ấy, mọi người vô ngủ. Mẹ tôi là tối là phải xách chiếu vô ngủ, còn bọn tôi con nít ở nhà sợ mẹ là bác vô là sợ quánh mẹ, nhưng mà không, tức là bác ngủ tập trung ấy. Tức là quản lý con người như vậy, chế độ ngụy quản lý con người như vậy. Thì mẹ tôi có bao nhiêu nam và nhiều người phụ nữ miền Nam có chồng đi tập kết, và những người gia đình có liên quan đến Việt Minh đó, thì đều bị quản thúc như vậy, thời gian rất là lâu. Cho nên là cái lần này là như vậy. Cho nên khi mà Mặt trận Dân tộc Giải phóng ra đời năm 1959 có nghị quyết 15, thì bây giờ tôi mới biết là có nghị quyết 15 vì tôi có trình độ bây giờ tôi mới biết. Nhưng mà hồi đó là bắt đầu có cộng sản, tức là Việt Cộng, tức là đã nổi dậy ở miền núi, thì cái làng này đã có cơ sở cách mạng và cơ sở cách mạng liên tục. Nhưng mà lúc đó là có cơ sở cách mạng mạnh rồi, tức là những người phụ nữ chẳng hạn như mẹ tôi, chẳng hạn như các cô gì các cô là đi gánh mắm từ dưới biển lên trên núi bán, thì đi đó là gặp mấy người cách mạng, tức là cộng sản rồi đó, là ở trên Tiên Phước, ở trên Tâm Tiên Lãnh, trên Trà My. Là hồi đó là cách mạng mới manh nho thôi, vô tới núi Chúa, núi Thành thì gặp những cái ông đó, ví dụ như ông Mười Chấp, ông Ngô Độ, những ông đó là cán bộ là trụ lại ở lại miền Nam còn sống đó, là không bị chúng bác bỏ tù thì bắt đầu là móc nối qua những người bán mắm, những người phụ nữ bán mắm, và gây dựng cơ sở tại xã Kỳ Anh và tại thôn Tịnh Thủy này. Cho nên đến năm 1964, tháng 9 năm 1964 thì cách mạng mình ở trên núi, ở trên đường cái xe lửa ở vùng đây này bắt đầu về giải phóng ở quê mình, ở Tịnh Thủy này. Tức cái lòng biển ở sát biển, trong sông của biển, nhưng từ năm 64 đã được giải phóng. Và trước khi giải phóng đó thì làng Tịnh Thủy đây đã có 23 người tập trung tại tiền hiền này để thoát ly tham gia cách mạng từ năm 63. Và bắt đầu cái làng Tịnh Thủy này từ năm 64 được giải phóng. Và có cái xã Kỳ Anh và có cái vùng đông Tâm Kỳ này được giải phóng. Thì những cái đồng chí, những cái ông, những chú như chú Trần Tuân, rồi anh Lê Xuân Quyết, rồi các anh sĩ, anh Kiền, tất cả những cái anh
bộ đội cỡ trên chiến khu là về giải phóng, thì cái làng tỉnh thủy và cái xã Kỳ An này nhân dân nhất tề đứng lên tự giải phóng quê hương. Và sau khi giải phóng quê hương á, thì bắt đầu có một cái phong trào là cách mạng, tức là tổng quân. Tổng quân á, thì một đêm cái làng tỉnh thủy này có thể đi 50 người tập trung lại, rồi có đoàn thể, có đoàn thể, có phụ nữ, có thanh niên, rồi bắt đầu là đưa con em mình đi tổng quân lên núi. Thì chỉ trong 1964 đến 1968 thì cái làng tỉnh thủy này đi đến 400-500 người đi hết. Người từ 15 tuổi, chẳng hạn như tôi là 14 tuổi đã đi, đến 25-30 tuổi chưa có con nhiều á là họ đi tham gia hết. Và đặc biệt là ở đây phụ nữ đi rất nhiều. Các chị là 16-17 tuổi là đi hết, đi lên chiến khu ấy, đi bộ đội, đi thanh niên xung phong, lên trở thành cán bộ, đi toàn bộ cái làng này. Cho nên vừa rồi là tôi là phó ban liên lạc của cái những người kháng chiến ở Đinh Tỷ, là cách đây 4-5 năm á, là chúng tôi đã tụ họp tại đây, tôi về tôi làm tại đây, thì kiểm điểm ra là làng tỉnh thủy từ năm 45 đến năm 75 đi đến 700 người, và chúng tôi đi và hy sinh rất nhiều, ít người trở về. Chẳng hạn như tôi là cũng là hiếm có, đi từ năm 65 mà miết đến năm 75, hay là chị ruột tôi là chị Hoa là cũng ít có. Tức trong lần này là đi, có nhà đi 3 người là chết cả 3, đi 4 người chết cả 4. Cho nên làng của chúng ta có rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bây giờ cái làng mình chắc là tính hai người trở lên là bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì làng mình chắc cũng gần trên dưới 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cái làng tỉnh thủy cũ á, bây giờ nó chia ra thành làng thôn Thanh Đông nữa, với là thôn tỉnh thủy, thì cái làng tỉnh thủy chung của chúng ta là tính theo tiêu chuẩn máu, cái tiêu chí máu là bà mẹ Việt Nam anh hùng là hai con liệt sĩ, thì mình cũng đến gần cả 100 người rồi. Và cái xã Thị Anh này không biết chắc cả ngàn người quá, 600-700 người quá, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Và các mẹ bây giờ cũng con lớn, con bây giờ cũng 60-70 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi hết rồi, cho nên những người mẹ đó cũng qua đời hết rồi, con rất là ít. Tỉnh thủy mình con một bà đó, cho nên là cái quê hương mình đứng lên mình tự giải phóng quê hương mình, rồi mình hy sinh, mình cống hiến xương máu, cống hiến cả sức lực cho công cuộc giải phóng quê hương, cho công cuộc là thống nhất đất nước. Trong đó có tự do của mình trông đợi cha mình đi tập kết, trông đợi anh mình đi tập kết, mình trông đợi là anh mình đi quân giải phóng quân trở về, tức là mình giải phóng cho quê hương mình đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình mình, nhưng trong đó cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân rất là lớn. Thì tôi nghĩ là tôi rất là tự hào về cái làng của chúng ta. Tôi đi nhiều, tôi trong thời ta trẻ tôi đi rất nhiều, thậm chí tôi đi học nước ngoài nữa, tôi ở Hà Nội, tôi ở rất nhiều nơi, nhưng mà tôi vẫn thấy cái quê xã Kỳ Anh và cái làng tỉnh thủy mình là một quê hương rất là đáng tự hào, có một truyền thống cách mạng rất là, có thể nói là vĩ đại. Thì qua cái tâm sự này tôi xin nói sơ lược qua cái làng. Và cái thứ hai nữa là làng chúng ta là làng làm biển, dân biển, người làm biển. Người làm biển thì thực tế là trình độ học vấn thời trước 45 mà sau 45 là mình không có học nhiều đó. Ví dụ như ông già tôi, các ông hồi trước là năm nay 90-100 tuổi thì thực tế là học đến yếu lược, tức là lớp 3 là rồi. Nhưng mà chúng ta có một cái tinh thần cách mạng rất là lớn. Chúng ta yêu tổ quốc, chúng ta yêu tự do, cho ông chúng ta vậy. Cho nên và mình giải phóng cái người nghèo, giải phóng cái người nghèo mà mình là người nghèo, cho nên mình ước vọng đứng lên để giải phóng cái thân phận mình. Cho nên cái làng của chúng ta, cái đường lối của cách mạng, đường lối của Bác Hồ nó thâm nhập vào rất là
là nhanh và rất là sâu. Cho nên là nó có cái truyền thống như vậy. Thì qua Quyên Nguyên Việt Nam tôi cũng chia sẻ, và nếu có vấn đề gì hỏi thêm thì tôi sẽ có cái trả lời trên cái Quyên Nguyên Việt Nam. Rất là cảm ơn bác. Trong câu chuyện của bác thì có một cái tình tiết là khi 14 tuổi bác đã lên chiến khu rồi. Vâng. Ở cái tuổi 14 thì như hiện nay ấy, thì đúng là các cháu còn chơi, cũng đang còn chơi dại. Thì cái lúc đấy thì cái có một cái nguyên nhân gì nó thúc đẩy, hay là một cái suy nghĩ như thế nào mà bác quyết định lên chiến khu khi 14 tuổi? Thưa với chị Yến, nó 14 tuổi là đi đi thoát ly lên chiến khu. Thì nhà tôi, gia đình tôi không phải một mình tôi. Gia đình tôi là nó thật ra là ông cậu ruột tôi là ông đi bộ đội về quốc hồi 15 tuổi kìa. Tức là năm 47-48 thì ông đi. Và sau này ông đi cấy được ông vua và ông mất rồi. Thằng em ruột tôi là tuổi ngọ, sinh năm 1954, mà nó thoát ly năm 1968, tức là cũng 14 tuổi. Thằng em ruột tôi 14 tuổi trâu. Thằng đó là hắn là tên là thằng Kế, nhưng mà ở nhà là sau này là thằng Phạm Phương. Thì bây giờ nó là liệt sĩ, là hy sinh năm 1969 tại Trà My. Nó thoát ly 68, 14 tuổi. Chị ruột tôi cũng đi 15 tuổi, cũng thoát ly, xa làm nhà báo ở chiến trường làm không. Chị bây giờ là sinh năm 49 mà năm nay là 50 tuổi đoạn này. Chị ruột tôi là 50 tuổi đoạn. Cho nên cái mà đi tham gia cách mạng rất sớm đó là ở quê tôi rất là nhiều. Mà tại sao như vậy? Tại vì sao? Là vì chúng tôi là con cách mạng. Tôi là cộng sản, cha tôi cộng sản, chú tôi cộng sản, có lon tôi cộng sản. Cho nên tôi sống ở trong chế độ Ngụy, ngôi đình gì mà ngoài đó cả là tôi biết hết. Tôi đi học lớp nhất, lớp nhì, tức là học cấp 1, chúng tôi đã có đầu óc cộng sản rồi. Có nghĩa là đấy là truyền thống. Truyền thống. Vâng, các bạn có nghe được không ạ? Quả thật là bác Thông nói mà lại nhanh nữa, cái tiếng Quảng Nam rất là khó nghe. Bác nói chậm một chút ạ. Thế thì cái làng tôi là như vậy, tức là những người, ví dụ như tôi là không phải 14 tuổi tôi tham gia ra, mà tôi tham gia lúc 12 tuổi. Đó là ở trên chiến khu này, là ở núi cộng sản mình là ở trên núi, quân giải phóng mình ở trên núi. Thì ở dưới đồng bằng này, ở dưới biển này á, là nó xa cái căn cứ lắm. Và ở đây là vùng địch, vùng là chế độ Ngụy, có chính quyền Ngụy nhưng mà có cơ sở cách mạng. Thì mẹ tôi là cơ sở cách mạng và có nhiều người là cơ sở cách mạng. Thì tôi hồi nãy là 12 tuổi là đi cảnh giới đó, đi cảnh giới cho mẹ, cảnh giới cho cô, cho bác, đã làm như thế rồi. Thì cái nghiệp mình là như thế mà cha mẹ mình rồi chú bác mình cả quê hương mình đi theo Bác Hồ hết, thì mình phải lớn lên là mình, dù mình ở trong chế độ Ngụy mà mình vẫn cái hồn mình vẫn ở miền Bắc mà. Dạ. Hồn mình vẫn theo quân giải phóng mà. Dạ. Với 14 tuổi mà lên chiến khu thì sức bóp của một cậu bé chắc chắn là cái công việc nó cũng sẽ không phải là những cái việc lớn. Nhưng mà bác có thể làm gì khi mà ở chiến khu với một cái tuổi còn nhỏ như vậy? Thưa cô là tôi là đi á, là hồi nữa mẹ tôi không cho đi.
hai chị em tôi là trống, sắm già dép, sắm dép sâu, sắm tăng bảm, tự tôi là tôi đồng lưới đấy. Tôi đồng lưới là tôi lấy tiền, tôi mua những cái thứ đó, tôi giấu mẹ tôi mua thuốc ký ninh, thuốc sốt rét, tôi mua hết, tôi lùm từng bạc này, và tôi sắm hết, và tôi xin mẹ tôi đi. Hai chị em tôi, vì em chị tôi đang học trung học ở Tâm Kỳ gì bỏ gì, và hai chị em tôi định thoát ly. Là trước đó là tôi đã học lớp cứu thương, tức là nhờ cách mạng mà, cho nên là mấy chú nó cho thằng Thông nó đi học cứu thương để theo du kích thông. Thì tôi đã học cái lớp cứu thương ở bên Tăng Thế, trong Tăng Thế.